trong 30 năm vừa qua với tư cách dẫn đầu ngành công nghệ thông tin ấy, thì thực ra FD là một cái tập hợp của những người năng động, có khát vọng, có tài năng. Các bạn owner là cái bạn là dân trẻ trong tập đoàn nhất, dân có, chắc là có khát vọng lớn nhất và cũng là tài năng nhất, thì các ông phải khai thác lấy cái công này. Chúc các bạn phải nắm được cái cơ hội của mình phát triển. Anh Bình cũng đã chia sẻ rất là nhiều những định hướng trong từ 4.0 hay là kể cả những câu chuyện về văn hóa, Nhật hỏi thì anh Bình cũng có thể chia sẻ được. Thì đây có lẽ là cơ hội mà để cho N35 được tiếp cận nhiều hơn với lại lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, cũng như có những mong muốn thì lãnh đạo lắng nghe và chia sẻ. Từ lúc mà được nhận danh hiệu N35, mình thấy một trong những giá trị lớn nhất mình nhận được đấy là giá trị của sự kết nối. Sự kết nối, giá trị của việc được quen biết rất là thêm nhiều những anh em mà mình nghĩ rằng nếu như không được vinh danh trong nhóm Under35 thì khó sẽ có cơ hội được kết nối mọi người. Từ sự kết nối đấy mới có cơ hội được gặp gỡ, được trao đổi, được quen biết. Thì với mình đấy là giá trị lớn nhất mình nhận được sau khi mà có được cái danh hiệu này. Hôm nay thì mình cũng chia sẻ với anh Bình về những cái thứ mà mình mong muốn làm được trong thời kỳ 4.0, về các thiết bị thông minh, ứng dụng của AI, IoT vào các đơn vị. Thì đấy là những cái mà mình mơ ước, mong muốn làm và sẽ làm. Còn ngoài ra thì mình cũng được chia sẻ được những cái quan điểm khác của các bạn về giáo dục, về kinh doanh, về các thứ khác nữa. Thì đấy là những cái mà mình nhận được. Và quan trọng là mình từ đấy mình cũng nhìn được các cái góc nhìn khác nhau về các bài toán của FPT. Thì cái mà giá trị nhất khi mà đăng quang N35 thì theo mình nghĩ đó là cái sự kết nối. Thì mình học rất nhiều từ các đồng nghiệp, từ các đơn vị khác. Mình rất hy vọng là chúng ta duy trì được cái hoạt động và sớm thành lập được cái câu lạc bộ N35 này để có cơ hội để mà học hỏi và phát triển nhiều hơn nữa.